Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của Hưng, và ngày hôm nay Hưng trở lại và gửi đến mọi người về cái video đánh giá giữa hai chiếc xe là VinFast V3 và Wuling Mini EV. Nhân cái dịp là chiếc Wuling Mini EV này vừa lộ cái giá bán, không rõ đây là cái giá bán là cuối cùng hay là giá đang tạm tính, nhưng mà thấy trên đó thì nó ghi là dự kiến là như thế. Thì sẽ có hai phiên bản, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp mọi người nha. Đấy, phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ là 235 triệu, và phiên bản cao cấp nâng cao đấy là sẽ là 255 triệu. Đấy chính là giá bán của chiếc Wuling Mini EV. Và nếu như VinFast V3 cũng có cái mức giá đâu đó từ đây cho đến từ mức giá này lên đến 300, thì tôi nghĩ đây là một cuộc chiến khá là khốc liệt giữa hai hai dòng xe cùng phân khúc, và có thể nói là mới hoàn toàn tại thị trường Việt Nam. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại về cái phần cấu hình của hai chiếc xe này. Với V3 thì sẽ có cái chiều dài là 3m114. Đấy, còn Mini EV sẽ là 2m921. Đấy, như vậy thì V3 sẽ nhỉnh hơn đâu đó gần 20 cm. Và con số 20 cm này tôi nghĩ rằng là đối với một chiếc xe cỡ nhỏ thì nó rất là có giá trị mười nha. Đấy, nó sẽ làm cho chúng ta có được cái khoảng không gian rộng rãi hơn. Đấy, và tí nữa Hưng sẽ cho mọi người xem về tất cả những hình ảnh của chiếc Wuling cũng như là chiếc V3. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy là bộ mâm của VinFast V3 thì theo cái thông số được rò rỉ là 16 và 17 inch, 16 khả năng là dành cho Eco và 17 là dành cho phiên bản Plus. Còn ở Wuling Mini EV ấy, thì sẽ là 12 inch thôi mọi người. Đấy, nó khá là nhỏ. Về thông số khoảng sáng gầm thì Hưng chưa có được, nhưng mà đối với con VinFast V3 thì khi mà chúng ta nhìn ở trong hình ảnh ấy, thì chúng ta thấy là cũng khá là cao. Nó sẽ đâu đó tầm 130 cho đến 145 mm. Còn Mini EV thì nó đâu đó tầm 120 mấy mm đã có thông số rồi. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn chiếu là của Mini EV là dạng chiếu sáng LED, dạng Brewster, đèn hậu thì sẽ là đèn đèn LED. VinFast V3 thì chưa có thông số, nhưng mà theo cái hình ảnh ấy, chúng ta sẽ thấy là đèn xe là dạng có phản xạ. Đấy, có nghĩa là cái đèn đèn ban ngày đấy. Còn chưa rõ là đèn đèn chiếu sáng là đèn LED hay là đèn đèn halogen mọi người nha. Tiếp theo về phần nội thất thì chúng ta cũng thấy V3 hay là Mini EV có nội thất khá đơn giản, với một mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ, siêu nhỏ. Đấy, vô lăng thì con hai chiếc này đều có vô lăng đi khớp. Đấy, theo hình ảnh này như thế này, nhưng mà có một cái là V5 sẽ là 5 chỗ, còn Mini EV sẽ là 4 chỗ thôi. Đấy, theo đăng ký, theo công bố là như thế, không rõ là khi mà thương mại thì như thế nào. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy là phần đuôi xe thì thiết kế khá là đặc trưng của VinFast, đó là cái phần phản xạ là hình cánh chim. Chúng ta sẽ có phần đèn phía sau. Ở Wuling Mini EV thì có cái phần đèn LED khá là đẹp, hình tròn. Đấy, khá là đẹp mọi người nha. Sẽ có là cái anten râu phía sau, còn V3 sẽ là anten vây cá này. Đấy. Một ưu điểm nữa của V3 thì đó là được phối khá là nhiều màu. Đấy. VinFast công bố luôn thì sẽ được phối những cái màu nóc khá là cá tính. Đấy. Ở phần ở trụ xe thì chúng ta thấy là thiết kế khá là giống nhau, có nghĩa là nó sẽ làm đen đi cái phần kính ở phần 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 trụ xe để làm cho xe nó cảm giác nó dài hơn. Với một chiếc xe nhỏ nhưng mà thiết kế như thế này là nghĩ khá là thông minh. Đấy. Tầm vận hành của V3 thì có thông tin rò rỉ rồi, đó là tầm 285 km theo tiêu chuẩn của Trung Quốc, còn tầm đâu đó hơn 230 km là theo tiêu chuẩn của châu Âu. Đấy, còn Wuling Mini EV thì nó chỉ từ 120 cho đến 170 km tùy vào cái dung lượng pin. Đấy, Mini EV có dung lượng pin 9,2 kW cho đến 13,8 kW. Đấy, còn VinFast V3 thì theo cái thông tin rồi là từ 285 km. Đấy, một quãng đường khá là dài. Nếu như một chiếc xe nhỏ mà chúng ta có quãng đường đi dài sau một lần sạc thì rất là thuận tiện mọi người nha. Về hệ thống sạc thì VinFast đã có sẵn hệ thống sạc. Đấy, như vậy V3 sẽ sạc được tại những cái trạm của VinFast. Còn việc Wuling Mini EV có sạc được hay không thì khả năng thì sẽ chỉ đặt sạc được tại nhà thôi.
Đấy, như vậy thì sạc điện tử nhà thì sẽ là sạc chậm, với một chiếc sạc nhỏ và sạc chậm và với quãng đường sẽ ngắn hơn so với VinFast C3. Như vậy V3 sẽ lợi thế hơn về cái vận hành, về quãng đường đi, về phần sạc pin mọi người nha. Thương hiệu thì cái này thì Hưng nói đến rồi. Về giá bán thì Hưng có nói rồi, đó là Wuling thì đã vừa tung ra cái rò rỉ ra cái mức giá bán là như thế này: 235 cho bản tiêu chuẩn và 255 cho bản nâng cao. Đấy, còn về cái giá bán của VinFast Z3 thì sẽ là một con số khá là bí ẩn. Đấy, hầu như là chưa có một con số, chưa có một cái thông tin nào hết về cái giá bán của chiếc VinFast Z3. Rồi tiếp theo thì Hưng sẽ cho mọi người xem về cái trang web này thì của Wuling Hà Nội, Hưng sẽ cho mọi người xem bởi vì cái trang này người ta làm khá là nhiều cái hình ảnh của con Wuling. Còn V3 thì bên trong nội thất chúng ta sẽ chưa có hình ảnh. Đấy, chúng ta chỉ có xem bên ngoài thôi, nhưng mà mình sẽ xem trước những hình ảnh của chiếc Wuling này. Đây chính là hình ảnh của hàng ghế thứ hai. Đây, hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ có là hai người ngồi nha. Đây, hàng ghế thứ hai. Theo hình ảnh thì chất liệu nó là bằng nỉ mọi người nha, và nó được pha như thế này. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là hình ảnh cốp sau. Đấy. Như vậy thì nhìn như thế này thì chúng ta sẽ thấy là chiếc Wuling Mini EV này hầu như là không có cái cốp sau luôn mọi người ạ. Đấy, nó chỉ có hai ghế này thôi và hai ghế này cũng không có tựa đầu luôn. Đấy, bây giờ tựa đầu thì chúng ta sẽ nó hầu như nó bằng luôn. Đấy. Rồi tiếp theo thì hình ảnh ở bên đầu xe đi. Đầu xe thì mọi người cũng đã xem khá là nhiều rồi. Đấy, đầu xe đây. Đây là một chiếc Wuling Mini EV, nghĩa là chụp ở bên bên nước ngoài chứ không phải là tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà nó có một vài cái hình ảnh ở bên trong phần nội thất chúng ta có thể xem được. Đây là cái cổng sạc theo cái chuẩn CC2 nhưng mà nó là sạc thường thôi mọi người ha. Rồi đây là cái hàng ghế đầu tiên, lắp ló hàng ghế thứ hai. Không gian thì nó ngắn hơn so với con VinFast VF3 tầm gần 20 cm. Đấy, đây là trong cơ sở chắc chắn sẽ ngắn hơn rồi. Về cái mâm xe thì là mâm 12 inch như thế này. Nhưng mà đây là hình ảnh ở bên khả năng là bên kia rồi. Đấy. Đây là đèn hậu của xe mọi người nha. Đây là cái phần cần số. Nếu như mọi người thấy thì nó là nã con VinFast VF5. Đấy, VinFast VF5 là nó cũng làm như thế này và nó sẽ không có cái phần ở phía trước này. Và nút B là hầu như không có luôn. B là bằng phân tay cơ. Đây là cái hình ảnh chụp trực diện cái phần khoang lái. Đây chúng ta sẽ có điều hòa, chỉnh điều hòa màn hình ở dưới vô lăng thôi. Đấy, chìa khóa cơ, ga phanh. Đây và ngay chỗ đây là chính là vị trí mà cần số của xe và để hộc nước. Rất là nhiều hình ảnh nha. Hình ảnh khá là chi tiết của chiếc Wuling Mini EV này luôn. Đây là cái phần màn hình lái đây. Đây như vậy đây là cái phiên bản ở bên Trung Quốc rồi mọi người nha. Đấy, bây giờ sẽ tìm hình ảnh của Mini EV ở Việt Nam đi. Đây. Đây là những cái hình ảnh mới nhất của chiếc xe này. Phần mâm nó là khác nè mọi người ha. Phần mâm thì nó không phải là cái mâm sắt mà nhiều nan như thế. Nó chỉ có là đâu đó là tầm 3 nan màu đen thôi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có phần đèn phía trước là đèn LED này. À, đèn LED và nó sẽ có cái dạng đèn ban ngày hình tròn trước và sau. Đấy, phần gương và phần nóc sẽ được sơn màu đen với cái màu vàng này thấy khá là bắt mắt. Đây, ngoài ra sẽ có thêm màu hồng nữa. Đây, một vài hình ảnh đây khá là giống với hình ảnh hồi nãy mình xem nha. Đây, chúng ta sẽ có cái đèn ban ngày ở phía trước là có thêm cái biểu tượng của Wuling này, của cái hãng này. Đấy, Wuling không không quan này. Rồi phía sau chúng ta sẽ có cái đèn như thế này. Đấy, đây một vài cái bình luận, rất là nhiều hình ảnh đẹp của chiếc Wuling này. Đây mọi người có thể xem ở trên Google nha. Đấy, đây là hình ảnh khá là nét và được diện. Đấy, chúng ta sẽ có anten rau ở phía sau này. Đấy, màu xanh lá mã. Đây là hình ảnh mà chụp từ lát cắt từ trên xuống thì những hình ảnh mà Hương cho mọi người xem hồi nãy là nó giống y như thế này. Đây hình ảnh này đây giống y như thế này luôn mọi người nha. Đây hình ảnh này thì Hương sẽ nghĩ là không phải là ở thị trường Việt Nam với cái mâm này đâu, cũng là phiên bản nhưng mà có thể là phiên bản khác. Phiên bản này có thể là cái mâm này là bên nước ngoài. Ok, như vậy thì cũng đã có một cái sự so sánh nhẹ về hai phiên bản, hai mẫu xe sẽ là đấu thủ của nhau trong tương lai.
Cái khu Link Media V sẽ được bàn giao trong thời gian tới. Còn VinFast C3 thì sẽ nhận cọc dự kiến vào tháng 9 và sẽ bàn giao trong năm 2024, tầm quý 3, quý 4, 2024. Đấy, và theo mọi người thì VinFast C3 sẽ có giá bao nhiêu? Và nếu như với cái mức giá là từ lăn quanh 300 thì sẽ có cạnh tranh được với chiếc khu Link Mini EV không? Mọi người có thể để lại ý kiến cùng ở bên dưới nha. Video của Hưng đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.